Xin kính chào Hội Thánh. Trong thời giờ này chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa. Là thật là phước hạnh cho chúng ta khi chúng ta luôn luôn có lời của Chúa Trời. Đó là thực phẩm, đó là linh lương để nuôi dưỡng, để sống tâm linh của mỗi một chúng ta. Tôi tin rằng buổi sáng hôm nay lời của Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào lẽ thật, đi vào sự dẫn dạy dỗ của lời của Chúa Trời trong Kinh Thánh, để chúng ta hiểu hơn về ý muốn tốt lành của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm phần Kinh Thánh, đó là Mác đoạn 7 câu 31 đến câu 37. Đây là một cái câu chuyện rất là quen thuộc. Chúa Giêsu ngài chữa lành cho người điếc và mù. Tôi xin được phép đọc lời của Chúa được chép ở trong Kinh Thánh Mác đoạn 7 từ câu 31 đến câu 37. Đức Chúa Giêsu lìa bờ cõi thành Kyre, qua thành Sidon và trải địa phận Decapolơ đến biển Galilê. Người ta đem một người điếc và mù đến cùng ngài. Xin ngài đặt tay trên người, ngài đem riêng người ra cách xa đám đông, rồi để móng tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn ngài ngửa mặt lên trời thở ra mà phán cùng người rằng: Tép ra pha, nghĩa là phải mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thấm thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Giêsu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai. Xong ngài càng cấm, người ta lại càng nói đấy nữa. Chúng ta lấy làm lạ quá đỗi mà rằng ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ cầm nói vậy. Amen. Mục đích của phần Kinh Thánh này buổi sáng hôm nay là chúng ta muốn tìm biết về cái sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu, về lòng thương xót của ngài qua cái câu chuyện là Chúa chữa lành cho người điếc và mù. Kính thưa quý bà chị em, cái câu chuyện này không chỉ đề cập đến phép lạ ở trong cái việc chữa lành, nhưng hơn thế nữa thì cho chúng ta thấy được cái bản chất của tội lỗi ở trên loài người. Và cái tội lỗi đó đã được Đức Chúa Giêsu ngài giải quyết qua cái hình ảnh đó là lời quyền năng của ngài, rồi cái lòng thương xót của Chúa. Ngài chính là con Đức Chúa Trời, ngài chính là Đức Chúa Trời hiện thân là người ở giữa thế gian này. Cái câu chuyện để minh họa lại về cái việc mà Đức Chúa Giêsu ngài thực hiện cái sứ vụ của ngài, đó là cứu chuộc cho nhân loại. Hay nói cách khác là chỉ cho loài người thấy được là cái biểu hiện của tội lỗi ở trên đời sống của mỗi một người. Trong thời giờ đây thì chúng ta cùng suy gẫm đi vào chi tiết của phần Kinh Thánh này. Bối cảnh của phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy được là cái tình trạng của cái người điếc và mù. Ở trong câu 31 và câu 32, Đức Chúa Giêsu lìa cõi thành Tyre và thành Sidon và trải qua địa phận Decapolơ đến biển Galilê. Người ta đem một người điếc và mù đến cùng ngài, xin ngài đặt tay trên người. Chúa Giêsu trải qua một khoảng đường dài, qua khỏi thành Tyre, rồi qua cái thành Sidon, rồi đến cái địa phận của Decapolơ, và ngài hướng đến cái bờ biển Galilê. Thì lúc đó toàn dân người ta đem một người điếc và mù đến cùng ngài, cầu xin Chúa đặt tay trên cái người đó. Và chúng ta thấy cái tình cảnh của cái người này như thế nào. Thứ nhất là người này điếc. Điếc là một trạng thái hay là một cái hình thức mô tả cho thấy rằng là cái người này đang sống ở trong cái thế giới của sự im lặng hoàn toàn. Anh ta không có nghe được cái giọng nói của bất kỳ một ai. Giọng nói của những người chung quanh anh ta, họ trao đổi, họ trò chuyện với nhau, anh ta không nghe được. Anh ta cũng không có nghe được những người khác đang nói với chính mình anh ta. Anh cũng không nhận biết được họ đang nói gì. Anh ta cũng không có nghe được cái sự kỳ diệu của thiên nhiên đem lại. Ví dụ tiếng chó, tiếng chim, tiếng vi vu của cái lá cây xào xạc khi mà cơn gió thổi qua, hay là cái sự hùng vĩ của thiên nhiên qua tiếng sấm nổ đùng, anh cũng không nghe được. Nhưng mà đặc biệt sao một người điếc thì không có nghe được cái tiếng phán của Đức Chúa Trời. Đây là ý nghĩa về mặt thuộc linh. Một người bị điếc thì không nghe được tiếng phán êm dịu của Đức Chúa Trời, không nghe được cái tiếng nói khuyên nhủ khích lệ nào của Đức Thánh Linh ở trong cái người đó. Và chính như vậy thì đây là một cái hình ảnh là đại diện cho một người
đang sống ở trong sự bao vây của bóng tối, của sự yên lặng, của tất cả những gì ở xung quanh. Hay nói cách khác là người này đang sống ở trong tội lỗi. Và cái nhu cầu của một người sống trong tội lỗi là cần phải giải quyết cái tội lỗi đó, tức là xóa sạch cái tội lỗi đi. Bởi vì sao? Nếu không giải quyết được vấn đề tội lỗi thì cuộc đời của họ sẽ dẫn đến cái kết quả là cái sự hình phạt. Mọi người đều phạm tội, kết quả của sự phạm tội đó là gì? Là sự chết. Phải chịu xét quán một lần rồi chết. Đó là ý nghĩa của cái việc mà một người biết, người biết về thực thể và người biết về thuộc linh. Khi mà người biết không nghe được thì sao? Nó có nhiều nguyên nhân. Có thể rằng là cái tấm lòng họ cứng cỏi. Cái tấm lòng cứng cỏi do đó là làm cho cái lỗ tai họ bị nặng, nhưng họ không để ý tới, họ không chú ý tới, rồi họ không nghe. Matthew đoạn 13 câu 15, lời Chúa chỉ cho chúng ta rằng vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. Bởi vì tấm lòng cứng cỏi, do đó cái tai họ che lại khuất, họ nặng tai, họ không có là nghe được. Tức là họ cứng cỏi do đó họ không nghe được tiếng phán của Chúa. Không nghe được có nghĩa là biết à, hoặc là họ có nghe được nhưng mà họ làm ngơ, họ coi như là không nghe, không nghe thấy. Một cái điều khác nữa thì cái tội lỗi đó, nó cũng làm cho con người ta bị biết. Ở trong Kinh Thánh thì chỉ cho chúng ta thấy rằng là cái con rắn nó có nọc độc rất là nhiều, nhưng mà nọc độc của rắn hổ mang thì đặc biệt là nó còn nhiều dữ dội, nó nhiều đến nỗi mà nó đầy tràn ra, đến nỗi nó che lấp luôn cả cái tai. Thì Thiên 58 câu 4, lời Chúa chép rằng là nọc độc chúng nó khác nào nọc độc con rắn, chúng nó giống như là rắn hổ mang điếc lấp tai lại. Nọc độc của rắn hổ mang là dữ đó, là nó cũng nó đầy tràn che lấp cái tai lại, nó nghe được gì vậy. Do đó một người bị điếc cũng có thể là do cái tội lỗi của họ làm ra, chính vì điều đó mà họ không nghe thấy, họ biết. Thì ở đó là một cái ý nghĩa về mặt thuộc linh. Chúa thì muốn là con dân của Chúa phải nghe được tiếng phán của Chúa. Bởi vì sao? Đó là một cái sự ban phước của Chúa. Con người ta mà nghe được tiếng phán của Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ làm dân, làm lãnh đạo của họ. Hay nói cách khác là nếu mà chúng ta nghe được lời của Chúa, chúng ta nghe tiếng phán của Chúa, chúng ta sẽ là dân sự của Chúa. Chúa sẽ là vua, là Chúa, là chủ của chúng ta. Ở Jeremy đoạn 7 câu 23-24, Đức Chúa Trời phán như thế này: nhưng này là mạng lệnh mà ta truyền cho các ngươi, hãy nghe tiếng ta thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi, các ngươi sẽ làm dân của ta. Hãy nghe tiếng ta thì ta sẽ là Đức Chúa Trời của ngươi, hãy nghe tiếng ta thì các ngươi sẽ là dân của ta. Thật là tuyệt vời. Ý muốn của Chúa muốn chúng ta sẽ trở thành con dân của Chúa, chúng ta phải lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu mà điếc thì làm sao mà nghe, nếu mà cứng lòng thì làm sao mà nghe? Đó là cái tình trạng của cái người điếc và ngậm này đây. Có thể lắm chúng ta cũng bị rơi vào trường hợp đó, chúng ta không chịu nghe, chúng ta để ý vào những cái việc xung quanh, chúng ta không lắng nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta không tập Chúa và Chúa thì làm sao mà lắng nghe? Có thể lòng chúng ta cứng cỏi, có thể lắm đời sống chúng ta đang bị xa lầy vào trong một cái tội lỗi nào đó, và chính cái tội lỗi đó như là nọc độc của con rắn đó, nó che lấp luôn cả lỗ tai của chúng ta không nghe được lời. Nhưng mà thường thì sao? Chúng ta thường là cứ chú ý vào tất cả những cái gì đó xảy ra xung quanh, chứ không có tập Chúa và Chúa, thành ra chúng ta không nghe nghe tiếng Chúa. Có một câu chuyện kể rằng có hai người bạn buổi sáng sớm đi tập thể dục, đi trên con đường. Có một người kia thì vừa đi vừa đều đều cùng với người bạn của mình, nhưng mà bỗng nhiên thì anh ta nói: anh có nghe tiếng gì thôi nó xung quanh chúng ta không? Người bạn anh đi cùng thì nói là: không, tôi không nghe gì hết, yên lặng, bây giờ là yên lặng. Nó có nghe thì chỉ có nghe được tiếng bước chân của tôi và của anh, một người mập, một người ốm, thằng nó có một cái bước đi nhẹ nhàng, một bước đi thật là nặng nhọc, tôi chỉ nghe được như vậy thôi. Cái người bạn đặt câu hỏi lúc nãy thì nó không,
tôi nghe thấy người có một con kiến kêu hình như là nó ở hướng này nè, và anh chỉ vào một cái hướng ở chỗ bụi cây. Và khi mà anh đi đến bụi cây thì con dế nhảy ra. Tại sao cái người đó biết được là có con dế ở trong bụi cây đó? Bởi vì anh lắng nghe, anh lắng nghe, thậm chí là những con dế nó rấy rất là nhỏ nhưng mà anh lắng nghe, anh chú ý và anh nhận biết là có một con dế ở hướng đó và đúng ngay chỗ bụi cây đó, để anh tới đó thì con dế nó hoảng sợ nhảy ra. Còn những người đi kế bên, bởi vì không có lắng nghe, chỉ có nghe những cái gì đó xung quanh nó xảy ra, nghe gần gũi mình thôi, đó là bước chân. Mà anh còn phân tích ra được người ốm, người mập bước như thế nào. Anh không có nhìn, không có nghe, nhận biết được những gì xảy ra êm dịu nhẹ nhàng. Không phải chỉ với những bước chân mà thôi. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta không tập trung vào Chúa, chúng ta bị bao vây bởi tội lỗi, chúng ta bởi sự cứng lòng, hoặc là chúng ta không có chú ý về Ngài, chúng ta làm sao nghe được tiếng của Chúa? Đó là cái tình trạng của một người biết. Và giờ đây chúng ta cùng nghiên cứu lấy cái hoàn cảnh của người này. Người này không chỉ biết, nhưng mà người này còn ngậm. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là tội lỗi đó, nó như là cái móc khóa, và nó móc cái lưỡi lấy cái môi lại, để cho cái lưỡi và môi nó nhúc nhích thôi chứ nói không được. Nếu có nói được thì nó nói lại, chứ không có được nói được rõ ràng. Và cái hình ảnh đó làm cho tất cả mọi người mà dính chấp tội lỗi thì đều ngậm miệng lại trước cái sự đối diện với phán xét của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 19. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho người ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Con người ta phạm tội, tất cả mọi người đều phạm tội, nhưng không biết mình phạm tội. Kể từ khi có luật pháp của Đức Chúa Trời thì luật pháp nó chỉ ra cho biết rằng là chúng ta là những người phạm tội như thế đó. Là với ai? Với Chúa. Phạm tội nào? Phạm tội cụ thể như thế này trong luật pháp của Chúa gì đó ra. Để làm gì? Để muốn nói cũng không nói được. Nói lúc nào? Dạ xin thưa, nói lúc mà chúng ta gặp Chúa. Và Chúa thì sao? Phán xét. Và lúc đó tất cả mọi việc đều phải ngậm lại bởi cớ tội lỗi, bởi cớ luật pháp khóa, khóa cái lưỡi lại câm như hết, không được, không trả lời được trước cái chứng cớ mà Đức Chúa Trời này vạch ra cho thấy là chúng ta là người phạm tội và đáng phải chịu sự hành phạt đời đời. Đôi lúc thì chúng ta cứ nghĩ rằng là mấy con vật nó không biết nói, và chúng ta thấy thương xót cho nó bởi vì nó không biết nói, nó không biết nói chuyện. Chúng ta là con người, chúng ta biết nói chuyện. Nhưng mà thực sự ra thì hình ảnh của những con vật thì nó mang đến những cái sự dạy dỗ rất là nhiều cho con người, mặc dù là con người biết nói và luôn luôn chê rằng là con vật không biết nói. Trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết rằng là con bò đó, nó còn biết chủ của mình. Con lừa nó biết là cái máng nào mà chủ nó đem đến cho nó. Nhưng mà dân sự Israel thì chẳng hiểu biết đến Chúa Trời là ai, chẳng có suy nghĩ gì về Chúa. Ê-sai đoạn 1 câu 3. Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ mình, song Israel chẳng biết ta, dân ta chẳng có suy nghĩ về ta. Con thú, con bò, con lừa, nó không biết chủ nó là ai. Nhưng mà dân sự của Chúa thì không biết Ngài là ai. Vờ đi, lơ đi, để lo những cái công việc gì đó thuộc về cái thế gian tạm, mà không nghĩ về đến vương quốc Đức Chúa Trời, không nghĩ đến cái công việc của Chúa, không nghĩ đến tình yêu lòng thương xót của Chúa, không nghĩ đến cái việc đó là Đức Chúa Trời đang là chủ, là Chúa của mỗi một chúng ta. Và tất cả những điều đó nói đến cái gì? Nói đến cái việc là chúng ta không quan tâm đến Chúa, chúng ta không có dùng cái môi lưỡi của mình để tôn vinh chúc mừng ca ngợi danh của Chúa, để tạ ơn Chúa, để bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Ngài về những điều mà Đức Chúa Trời Ngài làm thật là tuyệt vời, làm là tốt lành trên đời sống của chúng ta. Chúng ta không có sử dụng cái môi lưỡi của mình. Nhưng mà lý do tại sao vậy? Bởi vì tội lỗi chất đầy trên đời sống của chúng ta. Chính vì đó tội lỗi giống như là cái gì? Như là cái móc khóa, khóa cái lưỡi chúng ta lại, chúng ta không thể nào nói được những cái điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta phải nói. Và đó là cái tình trạng của cái người biết mà ngậm.
gì nữa? Người này tự đến với Chúa à? Không, được nhiều người đem đến. Mỗi người đều có cái nhu cầu đến với Chúa. Đến để gì? Để được giải quyết những cái tội lỗi hay là những thứ khuyết tật gì trên đời sống của chúng ta. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng toàn quyền được làm được điều như vậy. Nhưng mà người ta không tự đến được, nó cần cái sự giúp đỡ của những người xung quanh. Và ở đây có nhiều người đã đem những người điếc và ngọng này đến với Chúa Giêsu. Bài học của chúng ta là gì đây? Chúa muốn chúng ta phải đưa dắt nhiều người đến với Chúa. Xung quanh chúng ta còn rất là nhiều người vướng pháp và tội lỗi, cần cái sự giải cứu, cần sự cứu rỗi, tha tội từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ, qua một Đức Chúa Trời và sinh tế để đổi lấy tội lỗi cho con. Chúng ta phải đưa dắt họ đến. Họ đưa cái người điếc và ngọng này đến để làm gì? Cầu xin Chúa thương xót chữa lành, cầu xin Chúa đặt tay trên người đó để người đó được chữa lành. Cái thông thường của người Do Thái thời đó, cầu xin một đấng có thẩm quyền ban cho, thường những cái đấng đó phải đặt tay, những người đó phải đặt tay, thầy tế lễ phải đặt tay. Ở trong cái sự thờ phượng Chúa, ở trong đền tạm, thầy tế lễ phải đặt tay trên con sinh tế. Giống như là gì? Phải lắng nghe hết tội lỗi. Các cái tội lỗi của con người á, sao được đặt lên trên con sinh tế đó, con sinh tế đó bị giết vì cớ tội lỗi đó. Và cũng giống như vậy, một cái hình ảnh cho chúng ta thấy rằng là cầu xin Đức Chúa Giêsu ngài đặt tay trên người đó để người đó được giải quyết tội lỗi và người đó được chữa lành. Ở đây có cái từ là xin người. Chúng ta chú ý tới cái xin này giống như là cái lời cầu nguyện. Và đôi lúc chúng ta cũng nghĩ rằng nhiều khi là bởi vì chúng ta không đưa những người khác tới với Chúa, là bởi vì nhiều khi chúng ta cầu nguyện Chúa không nhận. Cầu nguyện rất là nhiều rồi nhưng mà đâu có ai đâu để mà chúng ta đưa đến người đó đến với Chúa này. Là xin thưa, nếu mà lời cầu nguyện chúng ta mới xuất phát từ tấm lòng của mình thì sao Chúa ngài lắng nghe, Chúa ngài sẽ thực hiện? Bởi vì lời của Chúa nói rất là rõ. Chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là chỉ cho những người lân cận của chúng ta, nhưng mà lời Chúa nói là chúng ta phải cầu nguyện cho mọi người. Cầu nguyện nghĩa là cho những người bình thường, nhưng mà cầu nguyện cho người cao trọng như là vua, như là bậc cầm quyền đó. Những người ở trên chúng ta nữa. Thông thường chúng ta cầu nguyện cho những người mà bình thường, những người mà dưới chúng ta nên chúng ta dễ cầu nguyện. Lý do là sao? Giống như chúng ta là người ban ơn, chúng ta là người làm ơn cho họ vậy đó. Nhưng mà là khó cho chúng ta khi mà chúng ta cầu nguyện hay là đưa dẫn những người đó mà ở trên chúng ta là những bậc cầm quyền, những người giàu sang, những người có thế lực. Bởi vì là trong tâm khảm chúng ta cứ nghĩ rằng là họ cao hơn chúng ta, họ danh vọng hơn chúng ta, họ có quyền hơn chúng ta, họ có tiền nhiều hơn, họ sang trọng hơn chúng ta. Chúng ta làm sao làm ơn cho họ được? Nhưng không, lời Chúa nói chúng ta là phải đưa rất nhiều người, mọi người. Trong đó có những người bình thường, những người chung quanh, những người thân thiết, những người xa lạ. Trong đó có những người nghèo hèn và những người giàu sang, cao trọng nữa. Vua, Chúa, bậc cầm quyền. Timôthê nhất đoạn 2 câu 1, câu 4. Lời Chúa chép rằng là vậy, chết hết mọi sự. Ta dặn rằng, phải khẩn nguyện cầu xin kêu vang tạ ơn cho mọi người. Nhìn nhớ là cho mọi người nhé. Cầu xin, khẩn nguyện kêu vang tạ ơn. Đặc biệt là gì? Cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền. Bởi vì Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Đó là Chúa muốn chúng ta phải. Đó là sứ mạng đó thưa quý vị. Đó là mạng lệnh đó thưa quý vị. Do đó, chúng ta giống như là những người đem cái người biết mình đọc đến với Đức Chúa Giêsu. Là những người cầu nguyện, những người nhắc đưa, những người dẫn dắt để họ thể đến với Chúa. Và chúng ta vẫn tin rằng chúng ta là con dân của Chúa, là những người tin Chúa. Chúng ta được công nhận một cái danh hiệu là người công bình. Người công bình không phải bởi cớ là khả năng hay là công việc làm chúng ta tạo nên sự công bình, nhưng bởi lòng thương xót và ân điển của Chúa. Chúa khoác cho chúng ta cái áo công bình. Người chúng ta thì là dơ giấy tội lỗi không à. Nhưng mà bởi thương xót của Chúa, bởi quyền năng cứu chuộc của Chúa, cho nên Chúa mặc lên cho chúng ta cái áo công bình để chúng ta trở nên là người công bình. Và khi chúng ta là người công bình thì chúng ta cầu xin Chúa thì sao? Ngài nghe và Ngài giải cứu, Ngài đáp lời. Thi Thiên thứ 34 câu 17. Người công bình kêu cầu thì Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian trừng. Amen. Không những thế, là Chúa hứa với chúng ta. Đây là lời hứa rất là rõ ràng. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho.
ta sẽ tỏ cho ngươi cái việc lớn và khó và những việc ngươi chưa từng thấy, chưa từng biết. Thưa quý vị, chúng ta nếu mà có tấm lòng, chúng ta đưa dắt người biết người nhận đến với Chúa, thì Chúa Ngài qua sự kêu cầu chúng ta thì Ngài sẽ đáp lời, Ngài nghe, Ngài sẽ giải cứu, Ngài sẽ làm thành. Và những cái sự việc đó xảy ra thì sao ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta, ngay sự hiểu biết của chúng ta được. Chúa chúng ta thật tuyệt vời. Đó là lời hứa trong Cựu Ước. Nhưng mà còn Tân Ước thì sao? Chúa Giêsu chính là Ngài nói rõ ràng là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Chúng ta đừng ngại ngùng, phải có tâm lòng đưa dắt nhiều người đến với Chúa. Họ sẽ được chữa lành, họ được tha tội, họ được ban phước, họ nhận được sự sống đời đời. Và đó là mạng lệnh mà Chúa Ngài dành cho chúng ta. Và sau khi là họ đem đến, đến với ai vậy? Đến với Đức Chúa Giêsu. Họ chọn đúng đường, họ chọn đúng người, họ chọn đúng việc rồi. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Giêsu là đấng giải cứu. Tạ ơn Chúa. Kinh Thánh Công vụ sứ đoài và 4:12, lời Chúa chỉ cho chúng ta là chẳng có sự được cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho là người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Những người này đã đem người điếc nhầm đó rồi đến với Chúa, đúng là chính xác, không có trật đường nào hết. Và đây là đúng người và đúng việc rồi, thưa quý vị, tìm được nguồn sự cứu rỗi rồi. Chúa Giêsu tiếp nhận người đó. Chúng ta cùng xem câu thứ 33. Ngài đem riêng người ra cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng xịt lên người. Ở đây có một cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Nếu thông thường một người thầy thuốc chữa lành cho một người nào, chữa bệnh cho người nào đó, thì ông thấy rằng đây là một cơ hội tốt để làm cho mọi người là nhìn thấy cái khả năng của mình, nhìn thấy kết quả công việc làm của mình, để qua đó danh tiếng của mình được nổi lên, được nhiều người biết đến. Đây là một cái cơ hội tốt. Do đó cái người thầy thuốc đó sẵn sàng làm những cái việc gì đó ở trước đó, làm những cặp mắt của người xung quanh. Và ở đây là rất đông người. Nhưng Chúa Giêsu Ngài thì làm một cách khác. Ngài để riêng người ra, Ngài đem riêng người ra cách xa đám đông. Chúng ta thấy đem riêng ra thì ở đó có ai? Có một mình người đó với Chúa. Đây là lẽ thật đối với tất cả chúng ta đây. Mỗi người đến với Chúa, Chúa đòi hỏi là phải đến với một cái cách là cá nhân. Không phải đến là qua một đức tin của người khác, nhưng mà đến bằng chính cái con người thật của mình, một cách cá nhân gặp mặt Chúa. Và Chúa muốn cái món quà của Chúa đến trực tiếp với người đó, chứ không phải là qua trung gian. Nhưng mà cái sự hiện diện của Chúa là trực tiếp với cá nhân của một người. Đây là mối quan hệ cá nhân giữa một người với Đức Chúa Trời. Sự nhận lãnh, sự cứu chuộc của một người, của cá nhân đó đối với món quà yêu thương của Đức Chúa. Do đó Đức Chúa Giêsu Ngài đem người ra có một cái sự riêng biệt, đó là một cá nhân với Chúa, Chúa với chính bản thân của người đó. Ngài không cần sự chứng kiến của đám đông. Ngài không muốn là cái sự vinh hiển của Chúa bày tỏ ra với đám đông, nhưng mà Ngài muốn là cái sự cứu chuộc của Ngài đến được với chính cá nhân của người đó. Sau đó rồi thì Ngài để ngón tay vào lỗ tai và thấm nước miếng vào xích lưỡi người. Đoàn những người mà đem cái người điếc và ngọng đó đến với Chúa, họ yêu cầu được đặt tay. Có một bàn tay được đặt ở trên người đó, nó mang tính nghĩa thuộc linh và nó cũng mang chất là cụ thể là cái người đó phải làm cái gì. Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước ấy, trong thời Elise, có một ông tướng Syri, ông bị bệnh cùi, ông mới đến, ông mới xin được chữa lành. Nhưng mà là tiên tri người đến Chúa Trời thì nói ra là sông tắm, sông Giô-đan tắm 7 lần được lên, được lành. Thì các ông quan này ông nói ít ra thì cũng phải đưa tay rồi phải sẩy, nó nói gì chứ giờ cứ kêu ra tắm thân cái này đâu phải tiên tri. Do đó người ta muốn có một hành động gì cụ thể gì đó. Và giờ đây thì Chúa cũng làm cụ thể. Tay thì để tay cho tay, lưỡi nói được thì để tay lưỡi vô lưỡi, có sức nước miếng. Đó chỉ là hình thức thôi, chứ đâu mà ý nghĩa cụ thể thuộc linh nào ở trong cái chỗ này, theo tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà muốn để đáp ứng được cái lòng của người dân, cái mong muốn người dân là thấy có một cái gì đó cụ thể,
Nhưng mà có phải rằng là cái việc mà để tay vô lỗ tai rồi để nước miếng vô trong cái lưỡi qua cái ngón tay của Chúa thì cái việc đó chữa lành không? Thưa không. Kinh Thánh nói chúng ta rõ là không phải điều đó để làm là cho cái người đó được chữa lành. Để tay vô lỗ tai rồi xong rồi để tay vô cái lưỡi có thấm một chút nước miếng nữa. Nhưng mà câu 34 thì nói rằng sau đó Ngài ngửa mặt lên trời thở ra mà phán cùng người rằng Ép-pha-ta, nghĩa là hãy mở ra. Cái việc mà để tay vô lỗ tai hoặc là lấy tay chấm nước miếng để vô lưỡi chưa làm được vấn đề gì, chưa giải quyết được gì hết, mà chỉ là hình thức. Nhưng cái này mới là quan trọng nè. Chúa ngửa mặt lên trời. Theo tôi thì đây là một cái nhìn hướng về thiên đàng. Thiên đàng có ai? Có Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, là đấng sai Đức Chúa Giêsu đến. Và giờ đây Ngài ngửa mặt lên trời, Ngài cầu nguyện đó, Ngài bày tỏ lòng tạ ơn đó, Ngài cảm ơn Chúa, rồi là tôn vinh sự vinh hiển của Chúa, Ngài cầu nguyện với Chúa, với Đức Chúa Cha. Ngài nói rằng về cái sự việc này nè, có rất là nhiều lần mà Đức Chúa Giêsu này cầu nguyện mà ngửa lên trời. Chúng ta cùng khảo sát ở trong Mát đoạn 6, có nói tới cái việc là Đức Chúa Giêsu Ngài hóa bánh ra nhiều để nuôi đoàn dân. Mát đoạn 6 câu 41, Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ bánh ra mà trao các môn đồ, đặng phát cho đoàn dân, lại cũng chia 2 con cá cho họ. Chúng ta thấy rằng là Ngài ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ bánh ra. Đức Chúa Giêsu Ngài cảm ơn Đức Chúa Cha. Bị cớ là sao? Có lẽ rằng là vì đây là cơ hội mà con có thể làm vinh hiển danh của Cha đấy. Đây là cơ hội để con có thể phục vụ cho đoàn dân đông đấy. Đây là cơ hội á, để cho mọi người biết đến cái lòng thương xót, cái sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với đoàn dân khi mà đoàn dân đói rồi mà tối không có gì ăn. Và đó là cái nhìn hướng về thiên đàng. Còn ở trong Giăng đoạn 11 thì khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài đến thăm Lazarơ, Mary và Ma-thê, thì anh của các bà là đã qua đời, đã chết rồi. Và trong cái việc mà Chúa khiến cho Lazarơ sống lại, ở trong câu 41 là Chúa chép rằng vậy hãy lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhận lời tôi. Chúa Giêsu Ngài làm được những điều gì đó là do Đức Chúa Trời ban cho, bởi sự nhận lời đồng ý của Đức Chúa Cha. Do đó giờ đây Đức Chúa Giêsu Ngài khiến cho Lazarơ sống lại. Khi mà người ta lăn hòn đá ra thì Đức Chúa Giêsu nhướng mắt lên trời và cầu nguyện, nói là tạ ơn Đức Chúa Cha bởi vì Đức Chúa Cha đã nhận lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu khiến cho Lazarơ sống lại. Đó là cái nhìn về đấng thiên đàng, cái nhìn đối với Đức Chúa Giêsu đối với đấng đã sai Ngài xuống thế gian. Chúa Giêsu Ngài hướng về thiên đàng cũng để ngợi khen Đức Chúa Trời, Chúa Cha của Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 25, lúc đó Đức Chúa Giêsu nói rằng hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, tôi ca ngợi Ngài. Và cái việc mà Đức Chúa Giêsu Ngài ngước mắt lên trời, Ngài cầu nguyện, Ngài khen ngợi, Ngài cảm tạ, Ngài bày tỏ tấm lòng của Ngài đối với Đức Chúa Cha, vì Chúa đã cho Ngài có cơ hội để làm cái sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra qua cái sự việc của người biết và ngọc. Rồi sau đó thì sao nữa? Thở ra. Ngài ngước mắt lên trời cầu nguyện, sau đó thở ra. Có một số các tôi tớ của Chúa thì chia sẻ rằng là đây là cái lời thở ra, cái sự thở ra của cái nỗi lòng thương xót cho cái tình cảnh của người điếc và người ngọc. Tôi thấy nó cũng có hợp lý. Nhưng mà ngoài cái ý nghĩa đó ra thì tôi thấy rằng là còn một cái ý nghĩa nó mang tính chất thuộc linh ở đây nữa. Chúng ta hãy quay lại sáng thế ký. Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời hà sinh khí vào trong loài người, hà hơi sống vào trong loài người. Và giờ đây cái hình ảnh của cái người điếc, người ngọc này, đó là cái hình ảnh mang dáng dấp của một người đã chết rồi, chết đời đời bởi vì xa cách Chúa, bởi vì tội lỗi bao phủ. Người đó cần đến sự sống. Và cái thở ra này á, tôi nghĩ rằng là đó cũng có lẽ là một cái ý nghĩa về mặt thuộc linh, trong cái sự là Chúa ban cái sự sống đời đời qua sự tha tội, giải quyết tội lỗi cho một con, thể hiện cái sự cứu chuộc đó, thưa quý vị.
và cái sinh khí, cái hơi thở thở ra này như là sự sống của Chúa truyền cho mọi người tội lỗi để có được sự sống đời đời. Kế tiếp, Đức Chúa Giêsu ngài làm gì? Ngài phán, thưa quý vị, ngài hà sinh khí và số ngài phán. Tiếng phán của Chúa có rất là uy quyền. Chúng ta quay lại sáng thế ký, Đức Chúa Trời phán thì có mọi sự đều tốt lành. Và giờ đây Đức Chúa Giêsu ngài cũng phán, ngài phán là Ephrata, nghĩa là mở ra, cái tai phải mở ra, cái tai được mở ra, phải mở ra, thì nó liền mở ra, tức thì mở ra, thưa quý vị. Và chúng ta thấy rằng là đây đúng là quyền năng của Chúa, đây đúng là sự thương xót của Chúa. Sự thương xót bày tỏ ra một cái sợ thở ra, thở dài, theo một số các tôn giáo của Chúa chia sẻ là như vậy. Cái sự thở ra đó là cái ban cái sự sống, ban cái sự cứu rỗi, ban cái sự sống đời đời đó cho người hư mất. Và lời phán của Chúa như là một sự sáng tạo. Cái tai giờ, hồi đó giờ nó bị đóng, nó không hoạt động, giờ nó được sống lại, nó được mở ra, nó được tái tạo lại, để nó hoạt động, nó được nghe. Và tôi nghĩ rằng cái bàn tay của Chúa, cái ngón tay của Chúa đụng vào ở trong cái lỗ tai, cái bàn tay của Chúa đụng vào cái lưỡi, đó là cái sự đụng chạm của tình yêu. Chúa Giêsu ngài yêu thương, do đó ngài phải đụng lại. Người Do Thái có một tập tục, họ sống đời sống thánh khiết, do đó họ xem những gì ô uế họ bây giờ đụng tới. Một trong những cái người mà được liệt kê vào sự ô uế đó là người khuyết tật, người điếc, người ngẫm. Bởi vì sao? Cái người đó là họ, người Do Thái họ nói rằng là đó là cái nguồn gốc là từ nơi tội lỗi tổ phụ này. Bản thân của người đó tổ phụ này đưa ra cái kết quả là như vậy. Do đó đó là ô uế, họ rất là ngại đụng chạm đến cái người bị như vậy. Nhưng mà giờ đây Đức Chúa Giêsu đã phá vỡ đi khỏi cái hình ảnh đó, ngài đụng chạm. Và đó là cái đụng chạm của tình yêu, đụng chạm của sự thương xót. Đức Chúa Giêsu ngài rờ đụng đến cái người tội lỗi, rờ đụng đến cái người đang cần cái sự cứu chuộc. Và chúng ta thấy rõ, rất là rõ ràng cái hành động, cái lời phán của Chúa rất là quyền năng. Và đến cuối cùng thì cái kết quả là tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả, người nói rõ ràng trong câu thứ ba là tai được mở ra để gì? Để được nghe về mặt thực thể, được nghe những người xung quanh nói chuyện với nhau, hoặc được nghe người ta nói chuyện với mình, được thưởng thức những cái gì đó, âm thanh sống động của thiên nhiên nó đẹp lại. Lưỡi được mở ra để có thể nói, có thể bày tỏ được cái những gì sâu kín ở trong lòng của mình đối với người khác. Cũng có thể được cái lưỡi được mở ra để được bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với những người khác, bày tỏ cái sự yêu thương của mình đối với người khác. Nhưng mà trên hết, Chúa chữa lành để cho người ta có thể nói được những lời cao trọng, tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Chúa là Chúa của đời sống chúng ta. Cảm ơn Chúa. Quyền phép của Chúa, tình yêu của Chúa có hiệu quả một cách tức thời. Và gì nữa, có một điều nó ẩn chứa nằm sau tất cả những điều mà Chúa muốn được lộ rõ ra ở trong phần nãy giờ chúng ta nghe, đó là Chúa Giêsu thì nói với những người đám đông đó là đừng có kể cái chuyện này ra cho người khác. Lý do tại sao vậy? Bởi vì nhiệm vụ của Chúa Giêsu mới đến để giải quyết tội lỗi bằng cách là chết trên thập tự giá, chết cho tội lỗi của nhân loại, như là một cái của tế lễ trên đỉnh Chúa Trời để đổi lấy cái tội lỗi của con người, chứ không phải nhiệm vụ chính là đến để chữa lành, đến để hóa bánh ra nhiều trong mọi người. Đó là chỉ là cái công việc hỗ trợ cho cái việc mà Chúa đến thế giới này để rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, rao giảng về cái sự chuộc tội thôi. Do đó chưa đến thời điểm, Chúa không muốn là những người đó họ đồn ra, họ nói về cái việc mà Chúa đã làm phép lạ. Nhưng mà khổ nỗi là Chúa càng cấm thì họ càng nói. Lý do tại sao như vậy? Ở đây nó có một cái điều rất là quan trọng đây.
khi mà chúng ta nhận được món quà thật là lớn lao ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta thấy một điều lạ lùng ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta. Làm dự kiến được rồi, đúng không? Nó có một sự thôi thúc gì đó, chúng ta bắt buộc chúng ta phải đi kể lại, đi nói lại, đi truyền đạt lại cho người khác để họ biết. Đó là một cái gì đó động lực nằm ở bên trong mà chúng ta không thể kiềm chế được. Và cũng giống như vậy, khi một người được cứu chuộc, đó là món quà lớn lao từ nơi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ở trong cuộc đời của mình. Món quà nó lớn lắm. Lớn là lý do tại vì là chúng ta không thể nào tự giải quyết tội lỗi của mình được. Không có thể giải quyết bằng việc lành, không có thể giải quyết bằng là việc nhân từ, không có giải quyết bằng cái việc mà đọc kinh sáng tối, sớm tối, không có giải quyết được bằng cái thường xuyên là đi nhà thờ hay là làm công việc này công việc kia. Nhưng mà giải quyết được bằng gì? Bằng sự hy sinh của Đức Chúa Trời qua con một của Ngài để chúng ta được tha tội. Cái đó ngoài khả năng của chúng ta. Do đó khi mà được giải quyết vấn đề lớn lao nữa trong cuộc đời của mình, đó như một món quà phải nói là vô giá, không có một cái gì có thể định giá được, thì sao? Bắt buộc là phải đi kể ra. Và cái sự việc mà Chúa cấm nhưng mà mọi người mới đi kể ra, nó bộc lộ cái bản chất to lớn của cái sự cứu chuộc của Chúa Giêsu. Và đây cũng là bài học của chúng ta, để thưa quý vị, chúng ta có nhận lấy được cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu không? Có. Để chúng ta được tha tội, chúng ta được sự công bình, chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta không làm chứng? Tại sao chúng ta không nói về điều đó như ơn làm phước lớn của chúng ta cho những người xung quanh? Và hơn nữa, đó là mạng lệnh mà Đức Chúa Giêsu Ngài giao cho chúng ta. Đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh làm phép đem cho họ và dạy dỗ tất cả những điều ta dạy cho người cho họ. Đó là mạng lệnh về truyền giáo, mạng lệnh về làm chứng cho những người xung quanh, thưa quý vị. Và đây là mạng lệnh mà Chúa nhắc nhở chúng ta qua bài học hôm nay. Rồi gì nữa? Không phải chỉ có là đồn ra cái công việc của Chúa, nhưng mà những người ở trong đám đông này họ làm gì nữa? Họ ngợi khen Chúa. Họ nói Chúa thật là tuyệt vời, Ngài làm mọi việc được tốt lành. Không phải chỉ có một việc là chữa lành cho người điếc ngập này đâu, nhưng mà Chúa làm được mọi việc tốt lành bởi vì họ đã chứng kiến rất là nhiều. Và Chúa thật là tốt lành. Điều này mang ý nghĩa gì? Họ đã làm chứng về Chúa, họ tôn vinh Chúa. Họ làm chứng bằng cách là họ kể ra công việc của Chúa. Bây giờ họ tôn vinh Chúa bởi họ suy tôn Chúa là đứng tốt lành. Họ nói về sự cao trọng của Chúa, họ gửi khen Chúa, họ tôn cao Chúa, họ ca ngợi Ngài. Đó là điều mà Chúa muốn là chúng ta phải thực hiện. Đó là gì? Là phải ngợi khen Chúa và ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa, làm chứng về Chúa là trong quý vị. Bởi vì đó là lời Chúa muốn. Cảm ơn Chúa bởi vì quyền năng của Chúa. Đó thật là tuyệt vời khi mà Chúa làm cái việc mà chữa lành cho người điếc và ngọng này. Lưỡi được thông thả, nói thật là rõ ràng, tai nghe được mở ra, tức thì, nhanh chóng. Cảm ơn Chúa bởi lời Chúa buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có thời giờ tốt lành để suy gẫm lời của Chúa. Cảm ơn Chúa bởi quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay giúp đỡ chúng ta hãy gây dựng, hãy xây dựng, hãy nuôi dưỡng cái lòng thương xót của chúng ta đối với những người thương mất, đối với những người xung quanh. Rất là nhiều người thương mất, những người điếc, những người ngọng về mặt thuộc linh, họ không nghe được tiếng phán của Chúa, không nghe được sự phước hạnh mà Chúa Ngài muốn trao cho họ, lời hứa của Chúa trao cho họ. Họ đang sống ở trong sự bao vây của tội lỗi. Họ không có thể nào nói ra được cái sự cao trọng từ nơi Đức Chúa Trời. Và họ cũng không có thể nào mở miệng ra để bào chữa cho tất cả những gì họ đã vi phạm với luật pháp. Chúng ta phải có được lòng thương xót đó thì chúng ta mới có động lực để đem những người vương mất ra đến với Chúa. Và đó là cái cách để thực hiện mạng lệnh mà Chúa Trời dành cho chúng ta. Cụ thể là gì? Chúng ta phải dành thời gian để cầu nguyện cho họ, cầu xin Chúa cho chúng ta có cơ hội để gặp gỡ và nói về Chúa cho họ, rồi có cơ hội để đem họ đến với Chúa, để tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa của cuộc đời của họ. Nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không có cơ hội. Nếu chúng ta không có cầu nguyện, chúng ta không có thể nhận được đưa. Chúng ta không có cầu nguyện với Chúa, chúng ta không có cái sự dạng dĩ để làm chứng về Chúa cho họ, để họ có thể được nghe được tiếng Chúa, họ có thể được mở miệng ra và nói lời khen Chúa. Và đây cũng là bài học cho chúng ta.
đời sống thuộc linh chúng ta có bị bao phủ bởi những cái bóng đêm của cái sự yên lặng của thế giới này không? Để chúng ta không nghe được tiếng của Chúa không? Có chừng chúng ta cũng bị riết về mặt thuộc linh, chúng ta không nghe được cái sự cáo trách của Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta còn vướng vấp vào điều này điều kia, chúng ta không nghe được những lời hứa của Chúa, chúng ta không nghe được tiếng êm dịu phán hứa của Chúa khích lệ an ủi mỗi khi mà chúng ta là đang bị cô đơn, đang bị những lo sợ của thế giới này đang bao vây. Có thể lắm lỗ tai về mặt thuộc linh chúng ta cũng đang bị biết. Hãy đến với Chúa Giêsu, đến với chính bản thân của chúng ta đối diện với Ngài. Và lời Đức Chúa Trời và quyền năng tình yêu thương sự thương xót của Chúa sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta, để lỗ tai thuộc linh của chúng ta được kết nối với lời của Chúa, để miệng lưỡi của chúng ta kết nối với sự tôn vinh chúc tụng ca ngợi danh của Chúa, để miệng lưỡi chúng ta sẽ kết nối với những lời làm chứng của chúng ta với những người xung quanh để họ biết về Chúa. Và trên hết, một người điếc, một người ngọng không nói được về mặt thực thể, về mặt thuộc linh. Thì đó, qua bài học hôm nay, đó là cái dấu hiệu để nói rằng đó là một người được tha tội khi biết, đã nghe được, ngọng, câm, đã nói được. Và đó là cái hình ảnh một người đã được cứu rỗi. Người cứu rỗi được thì sao? Thì nghe được tiếng của Chúa. Người cứu rỗi được thì nghe được lời phán của Chúa. Người cứu rỗi thì được nghe cái lời êm dịu của Chúa. Người cứu rỗi thì nghe được cái lời an ủi của Chúa. Người được cứu rỗi thì sao? Thì mở miệng ra để có thể nói về sự cao trọng của Chúa cho người khác. Đó là lập trình. Người cứu rỗi thì có thể dùng ngôi lưỡi của mình để ngợi khen ca ngợi chúc tụng cảm tạ Chúa về những điều mà Chúa đã làm trong cuộc đời. Cảm ơn Chúa bởi lần Chúa buổi sáng hôm nay ở trong Mác đoạn 7 từ câu 31 đến câu 37 thì bày chúng ta một cái lẽ thật về sự cứu rỗi, về sự thương xót, về tội lỗi trên con người và điều mà Đức Chúa Trời muốn làm trên những con dân của Chúa ở trong bài học này. Tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài im giữ lời của Ngài, gieo trong lời của Ngài trong tấm lòng của bà chị em và chính mình tôi, để chúng ta luôn luôn lắng nghe được lời của Chúa, chúng ta luôn luôn bày tỏ nỗi lòng của chúng ta qua lời chứng của mình và tôn vinh chúng tôi ca ngợi danh của Chúa. Ta luôn suy xét đời sống chúng ta coi có bị nghẹt rồi, có bị điếc về mặt thuộc linh không, có bị tâm bị ngọng về thuộc linh không. Cầu xin Chúa tiếp tục ban phước cho hội thánh của Ngài, ban phước trên lời của Chúa và tiếp cho tất cả chúng ta sống một cách làm vinh hiển danh của Chúa, thực hiện đại bản lĩnh đưa dắt nhiều người đến với sự cứu chuộc của Chúa. Đức Chúa Giêsu Ngài đang chờ. Cảm ơn Chúa về thời gian tốt lành này. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Hallelujah. Amen. Chúa ban phước.